nhiều thứ này. Đến mua ủng hộ chị Loan rất là nhiều hàng luôn anh, cũng tặng cho anh em người một món hàng á, dạ cũng tặng cho anh em luôn. Đó, à. Anh Nguyễn Vũ cũng xong rồi, cũng về. À, cô chú, thì theo như cái thông tin của anh ca sĩ Nguyễn Vũ chia sẻ cô chú anh chị, thì buổi chiều ngày hôm nay anh cũng sẽ đi một cái lễ hội là ẩm thực Việt Nhật nha cô chú. Đó thì vừa rồi là anh ca sĩ Nguyễn Vũ chia sẻ như vậy cho cô chú anh chị. Cũng anh Nguyễn Vũ đến để đưa con đi sinh nhật hát. Đến mua hàng, mua hàng ủng hộ cho chị Loan. Thì em cũng có thấy là mua yến á anh, mua yến. Những cái hộp yến. Ngày nay là cũng đi bên kia cây sương. Anh ca sĩ Nguyễn Vũ nói chung là đến nhà chị Loan để mua quà ủng hộ cho em gái của mình. Bây giờ em gái mình bán hàng thì phải đến mua ủng hộ thôi. Đúng rồi, em gái đến bán hàng thì phải đến mua ủng hộ thôi. Chân lẽ đến mua bún bò ủng hộ na sao được? Bún bò chẳng đâu ăn đâu mà chỉ ăn những cái đồ ăn giặt thôi. Đúng rồi. Anh Vũ thích ăn đồ ăn giặt. Còn bún bò là anh Vũ ngán rồi, đâu ăn đâu. Dạ, ngán rồi. Ăn bún bò mà ngán quá. Đồ ăn giặt thì có cái này có kia rồi ha. Dạ. Thì nói chung là đồ ăn vặt chị Loan thì bán rất là nhiều món. Còn bún bò thì chỉ có một món bún bò mà ăn thế nào ngán chứ. Mà bún bò thì nói chung là tanh nguội lạ. Nó đóng mỡ rồi mất hâm lại nữa. Em rất là quý nha. Thì từ khi mà chị Loan vướng vào cái vụ án vụ kiện á của bún bò á. Đó. Thì anh ca sĩ Nguyễn Vũ nè, và chị Phương Lê nè, và chị Ni nè, đó, rồi anh Sang nè, rồi anh nghệ sĩ Vũ Lân nè, đó, cũng đến bên chị Loan, đó, cùng nhau, phải không, phải nói rằng là tuyệt vời luôn, nhận chị Loan làm em gái luôn đó, như anh ca sĩ Nguyễn Vũ anh, là nhận chị Loan làm em gái, đó, binh vực chị Loan rất là nhiều nha cô chú. Tại vì cũng là binh vực theo đúng thôi. Dạ. Tại vì từ xưa tới giờ cũng biết Hồng Loan là con của chú Năm, nhưng cũng chưa biết Hồng Loan như thế nào. Tại sao này sau một cái vụ đó thì mới biết được. Đó, như hồi bữa là anh em mình có lên bệnh viện Chợ Rẫy anh, thì bây giờ là không có nói chuyện mà con ruột con nuôi ở đây nha. Em chỉ nói đơn giản thôi. Thì chị Loan và vợ chồng anh Linh Tý này lên phát là 100 phần bún đó tại bệnh viện. Thì các cô ở bệnh viện đó có nói chị Loan rằng quá nhìn chị Loan ở ngoài ngồi đời sao mà nhỏ nhắn quá, đi cái tướng sao mà cà thơm giống ba Vũ Linh đó. Giống mì rang luôn ha. Dạ đó. Đúng rồi, con là sao không giống nữa. Dạ. Hả? À, nghĩ sao mà con ruột con ta cũng giống. Hả? À. Con tướng đi kia đi thẳng không à. Dạ. Con này tới cái mặt tới từ gương mặt, từ cách nói chuyện, từ tướng đi cũng giống mì rang luôn. Em nói với anh á, chú thì hồi trước chú còn sống á, là chú cũng rất là thích san sẻ những cái phần nhỏ nhoi đến các cô chú anh chị khó khăn đó. Thì từ khi mà chú mất rồi, chị Loan cũng tiếp bước nha, tiếp bước chú thì cũng đi làm thiện nguyện, nói chung là cũng rất là nhiều luôn anh. Bây giờ chị Hồng Loan cũng đang tiếp tục đi làm thiện nguyện đó. Dạ. Giống như chú Năm ngày xưa mình đi làm thiện nguyện đó, chú đi làm thiện nguyện rất là nhiều á. Dạ. Bởi vậy một người mà trong một đêm là thành tai tiếng, nổi tiếng thành tai tiếng. Dạ. Còn một người mà không có tiếng thành nổi tiếng. Đó. Em qua một đêm thôi. Dạ đúng rồi, em nói với anh á, mình sống á hiền lành, có tâm có đức là tự nhiên là khán giả nó yêu thương à. Ở chị Loan hồi trước có làm nghệ sĩ rồi gì đâu anh, mà tại sao bây giờ là tất cả cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đều yêu thương chị Loan rất là nhiều, mà sao bên kia nghệ sĩ mà sao bây giờ lại quay mặt ghét rất là nhiều.
đó. Mà bây giờ nghệ sĩ này, bây giờ nghệ sĩ là nghệ sĩ chìm rồi. Dạ. Cũng đâu có ai mà đến mà mua đồ ủng hộ đâu. Chung là tối nay là anh Viên Vũ, nãy anh Viên Vũ cũng đến của chỗ anh chị, cũng chia sẻ là anh Viên Vũ tối nay chưa biết là đã tham dự cái buổi sinh nhật của anh Kim Tử Lâm của chỗ nhà, chưa biết anh chỗ vậy, thì anh cũng chia sẻ một phần anh tối nay anh có tham dự một cái buổi lễ tham dự ẩm thực Việt Nhật không chỗ anh chị. Chị Ni đến đây đi của chị Loan, đi tham dự của nghệ sĩ Kim Tử Long của chú chị, cùng chị Bình Tinh nữa cô chú. Chắc Bình Tinh đây là phải có anh Hai Vũ Lưng này và có vợ chồng Linh Tý của chú chị. Nó thì tại trước mặt cũng có cô này đóng đến mua đồ cả nhà. Bây giờ là buổi chiều rồi cô chú, 4 giờ rồi. Nói chung là bọn em ở đây từ sáng đến chiều, em qua em chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Đúng cả nhà. Tiền tại là chị Loan ở trong nhà của chú anh chị. Hồi nãy bé Bôn anh yêu gọi dẫn bé Bôn đi mua đồ của chú. Cô gọi trong cũng rất là lâu cả nhà. Cô chú anh chị nào yêu mến Tin Ba Miền, cho Ba Miền một like, một lượt chia ký đăng ký, một lượt chia sẻ của chú anh chị ha. Cho các kênh Tin Ba Miền được phát triển. Cô chú anh chị em có thêm cái động lực trong ra nhiều video hay cho cô chú anh chị nha. Xem. Thôi hẹn cô chú anh chị về video tiếp theo nha cả nhà.